Nhưng quan trọng là có đưa nhau, kéo nhau về được đến đời 4 hay không. Nên là chất quân của họ là chất quân đánh đời 3. Họ mạnh hơn ở đời 3. Đây là phô của Huy. Đây là Zoman của chim sẻ. Đảo qua đủ 4 màn hình nha anh em. Con sẻ thì đây rồi, thấy luôn con voi một đôi. Ok, ngon. Quả đầu đôi voi rồi. Đây là Egypt của game thủ 5 skill. Vâng, thế sắp xếp chúng ta cũng tương đối đẹp khi mà có được một con Egypt ở trong cánh, một Zoman ở trong cánh. Thường và Huy sẽ là những tay chém ở phía bên ngoài trận này. Phô Zom chém ở ngoài và một Egypt, một Zoman trong. Chim sẻ hoàn toàn cũng có thêm một lựa chọn khác, đó chính là dâng thay vì đánh ở nhà. Còn đây là Roman của Văn Hưởng. Hưởng đang có bầy hươu khá to. Ok, quay trở lại với màn hình máy chim sẻ thôi để theo dõi những cái thao tác ép đầu của chim sẻ trước. Và chúng ta sẽ có một cái thế là hai nhà bo ôm lấy nhau. Roman và Egypt sẽ bo ôm lấy nhau. Và với việc mà ôm nhau được như này, chúng ta sẽ có thể đỡ, vâng, có thể đỡ cái bài mà đâm y vào Roman của đối phương một cách đơn giản. Ôi, chị PB nó hơi fail nhỉ, chẳng có chỗ nào khác. Vâng, nó vẫn bị hở một cái kẽ BE thì phải. Vâng, không có đường ra luôn ạ. Không có đường ra dành cho chim sẻ luôn. Nam phải đen cái E đi để cho chim sẻ ra ngoài đóng L. Vâng, phải đen cả cái E đi để ra ngoài đóng L cơ. Thế hai nhà chúng ta bo ôm lấy nhau. Thiếu tí này, vâng, Nam thiếu đồ này, giờ mới 730 thịt này. Kích đời đi đã, 11-20, nên đời khá muộn. Vâng, trong khi cánh bên này thì phô của game thủ Anh Huy đang đối đầu với Katha của game thủ Lô 1. Lên đời ngang pheo nhau đấy, Katha của Lô 1 bài đẹp đấy.
Vài lực khỏe luôn là đằng khác vẫn đang ăn hiêu và đang ăn quả. Để mà solo thì có lẽ rằng là trước sau thì Tifo cũng sẽ có lợi trước Katha thôi. Katha so với Fo thì nó chất quân nó hơi tịt. Địa bên phía đội bạn có ai dâng A hay không? Với chất quân Fo kiểu này tôi lại đang hơi lo sợ một bài dâng A bên phía đối phương. Vâng, cánh bên này đối đầu 17 đang yếu hơn 17 đấy. Rồi lại gặp 98, lại bị nó sách lách lên nó đấm rồi. Rồi ok ok cân. Rồi ok. Trở lại với chim sẻ. Đang bắt đầu lưng bánh xe đánh châu sọc đơn trận này luôn. Sẽ có những cái bài đánh châu sọc đơn với Roman cực kỳ khỏe. Ngon này. Không, có kịp bánh xe rồi. Đúng là kịp bánh xe đến từ cái thủ. Đến từ cái thủ đơn 1. Và tơn này là một tơn phù đỏ. Vâng, rất kịp thời dành cho cái thủ đơn 1. Thì mà anh ta có cái bánh xe quá đúng lúc. Huy có một khoanh ruộng to. Huy đang có một khoanh ruộng to luôn. 2L sẽ ra cực kỳ đều. Gỗ đang thừa. Vâng, mẫu 7 lọt vào phía bên trong. May quá, có chim sẻ đây đỡ cho luôn. Màn hình máy game thủ đang sẽ kill. Một bài đấu lên đời muộn. May mà có sự hỗ trợ đến từ chim sẻ. Đúng là hai nhà bò cho nhau, kê cho nhau dễ luôn. Rồi, bò cái mặt thằng này lại. Vâng, Huy bị bảo vệ bị cả màu 8 đẩy. Huy thế cái với cái lượng tài nguyên, lượng lực và khoanh ruộng như này thì mình nghĩ rằng là Huy vẫn có thể cân cánh một mình còn lâu. Làm yếu nên là hưởng sẽ phải từ từ mới nhận được sự hỗ trợ của game thủ 5 sục kêu. Vâng, chip boy đang không thể đẩy được qua nhà Huy. Chúng ta thấy Huy đang có 2L sóc rất đều. Băm luôn một sao nữa, ngại cái gì. Nào, làm sao. Đây là chim sẻ. Chơi sang cả nhà cái thủ đó một luôn. Sẻ có lẽ sẽ phải tự đào vàng nhé. Sẻ bắt đầu có tín hiệu tự đào vàng rồi. Rồi đã đang tự đào vàng rồi. Lam là người cần phải chủ động đỡ nhà. Thằng này 52. Phải có nhiều cung, cho nên là thế trận này thì Lam sẽ phải sóc nhiều cung ra đã. Đừng để bị đối phương họ bắt quân. Nó chạy vào chỗ chết kìa. À rồi, may quá vẫn chạy vòng được. Vẫn chạy thoát được tờ này. Chỉ chạy thoát được vài con thôi. Hưởng gãy rồi. Huy là 37. Không, Huy bây giờ lại đang không trụ được nữa rồi. Vâng, lạc đà của lớp 1 vẫn nhiều. Là mình thấy bài lớp 1 lúc đầu lên đời xong anh ta ăn nguyên hiêu và quả. Thế là lực anh ta có. Lực ban đầu của lớp 1 là khỏe. Vâng, đốt luôn khoanh ruộng của Huy, nhưng với cái lượng gỗ lúc này thì Huy có thể ra thêm một khoanh ruộng khác, một khu vực khác. Chạy luôn về chỗ giữa nhà sẻ và nhà của Lam mà làm khoanh ruộng hồi đi được, đừng có tham hồi nhà. Chạy đi. Giữ quân đi quản đi. 79 đến từ cái tủ chim sẻ. Có lẽ là chuẩn bị có turn up ấy. Bên mình bắt đầu hai đầu cánh đã lại đang thua. Vâng, khá đông quân đến từ màu 6 tờ này. Vâng, bắt được tờ này ngon luôn này. Bắt được tên này đối phương họ sẽ mất thế ốp luôn.
84 đến từ cái tủ chim sẻ. Đờ tham cực kỳ khỏe. Còn mặt 6 giờ chuẩn bị ốp nhá, chuẩn bị bị ốp nhá. Cái chỗ BB chim sẻ trồng nhà cứng vào cho em. Rồi ok, trồng nhà cứng vào rồi. Nhắc, không phải dậy. Anh đánh thế từ ngày thời em còn mặc quần thủng đít đấy sẻ ạ. Chia cái lờ của Huy. À không phải đỡ. Cho nó vào không? Cho nó vào tơ này được không? Để lừa bắt. Ok, 6 vào kìa. Vâng, bên kia họ đang áp lực ở cả hai đầu. Còn nếu như 1-6 dồn quân rát thì có lẽ rằng Lasukiu cũng hơi khó để có thể đẩy quân sang hỗ trợ cùng với chim sẻ. Vậy em mặt kia. Rồi tự chủ động vẩy luôn đến từ cái tủ chim sẻ. Rồi xích hết tơ này đã. Trong khi đó bên kia họ áp sát vào rồi. Bên kia đã áp sát vào rồi nhá. Ở lủng nhà ở đâu thế kìa? Lủng nhà. Cơn lủng này đang khiến cho Lasso Kill chưa thể có cái thế phù thủ nhà cùng với chim sẻ tươi được. Cẩn thận nó đục cái hàng e kìa. Bảy mươi bảy của chim sẻ thôi, bắt được tơn quần này chưa, bắt được hết. Hôm nay 76, hai phô bên phía đối bạn họ vẫn đang rất trâu. Vâng, kích 4 rồi đúng không? Rồi kích 4 đến từ chim sẻ. Vâng, phô đang rất trâu. Chim sẻ có lẽ sẽ phải liên tục sóc quân ra. Màn hình máy của Lasso Kill 63 rồi, Nam bị chiếm khu vực nhà A rồi. Tần nọt tai hại quá. Móc mong manh. Không để lủng tơn đấy bắt quân, nó đỡ tốn quân hơn rất là nhiều. Đỡ tốn cực kỳ nhiều quân luôn. Cùng giờ có đầu máu rồi. Sẻ vào nhà Nam kìa. Vậy em bịt đường chạy nó đi. Thằng này còn 48 đến từ Lasso Kill rồi. Được tờn đầu quá. Sẻ là 88. Đang lên 4. Làm mà lủng là sẻ tìm lốt luôn đấy. Vâng, cùng ekip nó xịn hơn cùng phô rất nhiều. Vâng, lưng đạp đôi. Lưng công 7. Ký vàng 11. 1-200 thôi. Rồi, cố gắng trải qua cái tơn sóng gió này. Thông tin báo về màu 8 vừa kích 4 đến từ game thủ Văn Hưởng. Nếu đánh đời 4 thì không phải xoắn. Vâng, con phô đời 4 không có cái vẹo gì với cả Roman và ekip cả. Và chim sẻ thì có một cái lợi thế, đó chính là cái thế nhà rất kín và đẹp. Tham này 1 lít. Nó vẫn đang đẩy quân ra thủ cho Nam. Sau tơn này thì Nam ra một mạch dân em nhá. Sau tơn này thì Nam phải ra một mạch dân lại nhá, cơ cấu lại nhá. Vẫn chưa lên xong. Sợ dâng voi thôi. Vâng, sợ dâng voi thôi anh em ạ. Vâng, tham này chúng ta bị đè rất mạnh. Mấy con phô vẫn đang khỏe. Cứ lại quân dễ trâu. Quân mạnh đời 3. Huy đào vàng nhiều vào. Để tí nữa còn đào vàng phòng trường hợp họ dâng voi. Và đã lên xong đạp đôi dành cho cái tủ chim sẻ rồi. Lên xong đạp đôi rồi. Sức mạnh của Roman nó đã tăng trưởng một cái bậc rất cao. Nó rất khác biệt luôn. Vâng, bây giờ là những con đạp đôi rồi. Sức mạnh cực kỳ khác biệt. Vâng, đạp tù tơn này nhẹ thế này thôi là đã thủ được nhà rồi. Rồi, ok.
Tham Lai 1 lead 2 sẽ vẫn đang rất chắc tay với bài đấu cầm chủ lực. Vâng, Tham Lai bắt đầu đè gập xuống luôn. Màu 8 Tham Lai rất nhỏ. Màu 8 có vẻ như là đang cái giai đoạn dâng voi luôn. Vâng, đọc gia vị luôn anh em ạ. Đúng là dâng voi nhưng lộ sớm. Và voi mới đang chỉ là voi sữa. Giáp 6 cho Zoman chưa em? Rồi giáp 6 rồi, ok rồi. Đủ công nghệ rồi. Voi mới đang chỉ là voi sữa rồi. Tên này lu bay luôn lờ đối phương được. Huy đào nhiều vàng vào. Đề phòng. Để con đánh các phù thủy ra. May quá phát hiện sớm anh em ạ. May mà phát hiện sớm. Chứ để nó tụ được khoảng 2 tên voi là rất nguy hiểm. Đạp đôi rất sợ voi. Đỡ xong tên này đã, đốt hết lờ đã. Vâng, voi sữa chưa quá đáng sợ. Vâng, chín không được khóc đang rất trâu quân dồn lên liên tục. Vâng, tầm này chắc bên kia người ta nhà nào cũng hơn chục nhà rồi. Vâng, cái góc 3 giờ này của bên mình rất đẹp. Góc 3 giờ này cực đẹp. Vâng, không tin tưởng, tự bỏ cho chắc. Rồi, bơm cho Lansky một tuần tích 4 luôn đã. Vâng, đẩy thẳng màu 6, đó là chim sẻ. Đẩy thẳng luôn màu 6. Vâng, không dãy gì được đâu. Ô, cẩn thận lộ cái chỗ của Hưởng. À không, Hưởng đang ăn dân đấy chứ. Vâng, Huy 42 này. Hưởng 11 thôi, chạy đâu hồi đi. Không phải đi quản nữa, tầm này em không phải đi quản nữa. Rồi trở lại xem chim sẻ đạp. Tầm này Hưởng không phải đi quản nữa, chạy đâu hồi quanh ruộng đi. Vâng, màu 6 bên kia cũng lên 4 xong rồi. Chắc chắn là họ phải đánh voi thôi. Chứ họ đánh đạp đôi thì không khác thì tự sát. Chắc chắn là đánh voi đến từ các nhà khô bên kia. Thậm chí là xong voi. Một nhà voi bắn, một nhà voi hút. Vâng, đây là khu vực hồi của game thủ U98. Đóng nhà cứng các thứ rất cẩn thận. 12 giờ Nam cơ cấu lên 4 nhanh vào. Tham đè xuống rất mạnh dành cho game thủ của FPS. Đỡ được đây. Bơm gỗ cho Nam kìa. Kích chưa? Lên 4 xong, kích đạp đôi. Rồi, kích đạp đôi. Thành công. Và quay trở lại với chim sẻ. Vẫn là dâng voi đến từ game thủ chip voi. Bên kia họ không từ bỏ ý định dâng voi trong trận đấu này. Tên công voi đầu tiên đã lộ. Tên công voi đầu tiên đã lộ rồi. Huy đẻ nhiều phu rồi nhá. Huy sóc 3P vào. Anh bảo anh nhắc từ đầu rồi. Bảo ăn vàng từ rất lâu rồi. Đừng có coi thường voi. Nó hóa voi điên là Zoman không đỡ đâu. Rồi bơm vàng cho Huy luôn. Vâng, sẽ bắt buộc phải đánh đạp đi càn trước đã. Chứ còn thực ra thì với Zoman thì vâng, nó cũng bẹt, có bẹt bẹt thần để chống voi tương đối tốt. Vâng, voi đang bắt đầu lù vào. Nó tham voi lở chậm lở nhỏ thì chả thế, nhưng đây là những con voi rất nguy hiểm. Rồi tham này chúng ta đang đè. Nam có cung giờ về đây. Phù kìa, cứ thấy voi thì phù đi. Voi hóa điên rồi đấy. Rất nguy hiểm đấy. Tên này không đỡ được là thua luôn. Phù thủy chứ bao giờ. Tầm này có 15 con phù thủy rồi, có vẻ dễ thở không?
thề luôn. Tầm này có 15 phù thủy rất dễ thở luôn, dễ chịu hơn hẳn. À, không khiến chúng ta phải cảm giác có phải lo lắng nhiều. Rồi, có mấy con phù ra luôn, anh em thấy không? Nó đỡ hẳn luôn không? Tôi đã dặn nhắc từ rất lâu rồi, bố này bố không nghe. Ai ông gánh quân gỗ thì thiếu gì vàng. Tí lại có đầy voi để chơi. Đấy, hộ cấp cứu luôn. Cấp cứu luôn. Vâng, thằng này lead 6 đến từ ekip. Thiếu công nghệ nhá, chưa có 9 cộng 7. Con trẻ đang muốn làm tí bẹt cho chắc, mình nghĩ vậy. Vâng, làm vài cái nhà ca cho chắc củ. Chắc củ anh em ạ. Có lẽ trẻ cũng phải nhìn kia khoảng 6 giờ lại một tơn nhá. Kia hù kia, Huy để ý mà hù. Hù đạo đạo vọ đạo phù kia. Vâng, rất đông voi đến từ phô của màu 8. Lam phải đạp được vào lực của đối phương. Màu 5 có lẽ là cũng sóc dần làm phanh ruộng hồi lâu rồi. Lâu không đi hát cái gì đấy. Rồi, tơn voi này vẫn đỡ được. Đỡ tươi luôn, có phù thủy. Chỉ từng con thôi, vút vút. Chỉ từng con một, nhất dương chỉ ấy. Rồi kệ nó, phù được thì phù. Để đang bị lu vào nhà lờ. Liên tục tràn voi lên đứng phô, voi phô lại voi rất rẻ. Xây thêm P ở trong nhà ra. Vâng, Nam là người cần phải đi đạp được. Thằng này lít 6. Cái voi rất tốn tài nguyên, chúng ta mà chỉ cần đạp được ruộng của đối phương thôi là họ sẽ không có lực để ra voi. Vâng, màu 8, à màu 7 bung hết rồi. Vâng, lít 7 đến từ chim sẻ, vẫn không quên việc quản vàng. Đấy, cứ phù đi, cứ nhất dương chỉ đi, đấy. Sóc thêm phù ra, sóc thật nhiều phù ra cho anh. Bao nhiêu voi vào đây phù hết, để ý, nhất dương chỉ đi. Rồi thằng này sẽ vẫn 2 lít, vẫn ở một cái mức rất an toàn. Bơm đồ cho Lam nhiều vào, Lam hơi yếu gỗ quá đấy. Kia đấy phù của Huy, Huy phải thật đấy phù vào. Tiếp tục đạp vào ruộng màu 6, màn hình máy chim sẻ. Tự ra bẹt để đỡ. Rồi xem màn hình máy của Huy. Tham lai của ekip đang nhỏ, đang khiến chúng ta vẫn cảm giác chưa yên tâm. Katha lên 4 đánh hot. Ok,
Em cứ bơm cho ekip khỏe ra, em không cần lên 4, em cứ sóc hết phù cho anh. Đây rất nhiều phù này. Nhìn ui này cũng phù, nhìn thao tác nó cứ trượt trượt kiểu gì vậy. À, thật thề luôn, thao tác chỉ phù nó không chuẩn đấy. Rồi không vào đâu, nó không có cửa vào đâu. Voi còn chả vào được, chỉ là mình có đập đôi. Vâng, có voi bắn đẩy lên đến từ màu 6. Bơm đồ cho Nam nhiều vào. Vâng, bên mình mới đang là bị ở một cái thế thủ. Vâng, một cái thế bị dồn. Voi của Phô vẫn đang càn rất khỏe. Vâng, đang bị quản gỗ rất nhiều. Một đang đánh rất kinh nghiệm. Xe đang yếu gỗ một tơn đấy. Tơn này đang quản. Rồi, lưu ngược ra nhà lờ của đối phương, không cho họ áp sát nữa để chúng ta dần dần ở về một cái thế đẩy ngược lại bản đồ. Còn đây là chim sẻ. Vâng, 185. Đây, lít 6 rồi đấy, đang lở được ra rồi đấy. Rồi, lại đạp màu 6 tiếp đi. Lại đạp màu 6 tiếp đi. Vâng, Lam đang bị quản gỗ khá là nhiều. Vâng, bên kia họ đang quản rừng rất gắt. Quản đồ, vâng, sau những cái thế áp lực đến từ những con voi của Phô trong tay màu 8 thì lúc này đội bạn họ đang bắt đầu đẩy được, vâng, đẩy được quân ra ngoài và có một cái thế quản rừng của chúng ta phía bên ngoài. Đừng ăn gỗ những cái chỗ lủng nữa. Vâng, màu 6 đang quản gỗ 12 giờ rất khó chịu. Vâng, màn hình máy chim sẻ tham lai vẫn là 2 lít. Đang mất hơi nhiều thời gian để có thể là ăn gỗ ở phía bên ngoài. Mất rất nhiều tay luôn. Hưởng lên 4 được cái gì đâu anh em. Gỗ đang không ăn được. Vâng, sẻ đang đẩy cả bẹt của mình ra. Vâng, sẻ đang đẩy cả bẹt của mình ra đi cùng với đạp đôi. Vâng, lại thấy một tơn voi nữa của màu 8. Huy đâu? Phù đâu?
rất quan ngại cái tuần đỡ nhà này, máy chim sẻ thấy vậy e phải có cả làm nữa không mất tuần bẹt. Rồi vẫn đỡ được, mình nghĩ là vẫn đỡ được tuần này thôi, sẻ vẫn còn khá nhiều bẹt ở trong và Huy cũng còn phù ở trong. Đang không đạp chết được thằng 6 à? Chết chưa? Chết rồi, đốt hết lờ đi thì mới ăn gỗ mới ngon. Rồi đạp chết được 6 này là tươi rồi. Cứ để nó quản gỗ nãy giờ. Thôi bỏ ăn gỗ chỗ nhà chính chảy đi nhá. Ăn gỗ ngoài đi. Rồi. Dặn thế, cãi chưa nói gì đã cãi rồi. Trần Tuấn Anh này, tôi ban ông giờ đấy. Vâng, thắng khá toát mồ hôi. Biết dâng voi mày bắt được tuần dâng voi sớm. Comment thì comment cứ sờ pam lại còn viết cáp lóc viết hoa, thế là thể hiện cái gì? Roman nó có bẹt thần nữa anh em ạ, nó có bẹt nữa nên là thành ra là vâng vẫn có tí bẹt thì thủ voi cũng đỡ. Con voi phô thì ngoài lợi thế là vâng cái lượng tài nguyên sinh sản nó rẻ ra thì nó cũng tức là nó không có lợi thế gì về máu so với voi Katha và cũng không có lợi thế gì về tốc độ di chuyển như là những con voi của bơ. Làm mà nó không để bị lủng mấy cái tơn vớ vẩn thì thắng lâu rồi. Ông ấy cứ tưởng là mình đánh hay. Nam này, cái tơn mà nó ốp ấy, bị lủng vào nhà tơn đấy tụt tham 4 ích tí thua từ đấy. Em đánh em đừng để lủng những cái tơn kiểu như vậy nữa. Đánh cầm cung suốt ngày lủng.